Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của nhà Nguyễn Ngọc. Và ngày hôm nay, như tiêu đề của video, mình sẽ đập hộp cái máy làm sữa hạt Olivo CB1000 để cho mọi người cùng xem cái chiếc máy làm sữa hạt mini của hãng Olivo có gì ở trong này và có gì đặc biệt trên thực tế mọi người nha. Trước khi đi vào chủ đề ngày hôm nay, rất là mong mọi người sẽ ủng hộ những cái sản phẩm mà bên nhà Nguyễn Ngọc cung cấp, bao gồm máy ép chậm, máy làm sữa hạt, nồi chiên không dầu và nồi chiên hơi nước tại Facebook nhà Nguyễn Ngọc, website nhanguyenngoc.com và Zalo mình đã để bên góc trái. Đừng quên tham gia vào group cộng đồng của nhà Nguyễn Ngọc để chia sẻ những thông tin thú vị hoặc là công thức hoặc là những cái món ăn mà mọi người hay nấu và những cái thắc mắc trên group để mình có thể giải đáp cùng với những cái người tham gia nhóm. Đừng quên subscribe kênh của nhà Nguyễn Ngọc để theo dõi những video mới nhất liên quan về thiết bị bếp. Rồi, bây giờ quay lại cái chủ đề ngày hôm nay là mở hộp cái chiếc máy làm sữa hạt Olivo CB1000. Thật ra đây là một cái món quà mà hãng đã tặng đến nhà Nguyễn Ngọc trong cái dịp Tết Nguyên Đán. Sẵn tiện đây thì mình sẽ mở hộp cho mọi người xem để cho mọi người dễ biết được trong một cái bộ máy nó sẽ có gồm những gì. Thì đầu tiên khi mà mở hộp ra thì sẽ có một cái lớp bao bì bằng mút xốp như thế này để chống sốc và giữ an toàn cho máy. Dỡ bên trong máy ra sẽ có nguyên một cái con máy phun bộ như thế này. Do máy 1 lít cho nên nó sẽ lớn hơn những cái dòng 600ml như Tabuho Tempe 600 mà mình đang chừng ở phía sau lưng nè. Còn ở phía dưới là Uniel MB1000 thì nó sẽ cũng cỡ tương tự như vậy. Kế đến là một cái bộ sách hướng dẫn và công thức sữa hạt. Cuối cùng là một cái phiếu bảo hành. Thì Olivo hiện nay đã chuyển qua cái bảo hành bằng điện tử cho nên mình cũng có thể kích hoạt điện tử luôn, nhưng mà kiểu là muốn yên tâm thì mình có thể giữ lại cái phiếu bảo hành để khi mà cần bảo hành thì có thể là giữ cái phiếu này và bỏ vào thùng để cho bên bảo hành sẽ hỗ trợ mọi người. Rồi thì trước khi mà review cái chiếc máy này thì mình sẽ cho mọi người xem cái thùng chính hãng của Olivo CB1000 nó sẽ có những gì. Và cái bao bì của máy là nó sẽ có cái thiên về cái màu xanh min, cũng là cái màu của máy bên này. Ở phía trên thùng nó sẽ có những cái thông tin như là công suất là 880W nè, dung tích là 1 lít là 1000ml và thông số kỹ thuật thì nó sẽ nằm ở phía dưới đáy hộp. Thì cái máy làm sữa hạt mini Olivo CB1000 á, thì ngoài cái công suất và cái dung tích ra, khối lượng của máy nó sẽ trong khoảng là 2,3kg. Đây là một cái khối lượng nó cũng tương đối là nhẹ tay và dễ sử dụng, cho nên là nó sẽ phù hợp với những cái ai mà mua máy để mà sử dụng cho gia đình ít người, tầm 1 đến 2 người, hoặc là mình chỉ sử dụng cá nhân mình thôi. Cá nhân mình thì thấy nếu mà đi du lịch, những cái chiếc máy 1 lít như Uniel MB10 hoặc là Olivo CB1000 nó hơi lớn thật. Còn nếu mà đi du lịch thường xuyên di chuyển này kia mà mình đi công tác hoặc là mình muốn đem theo máy á, thì nên mua một cái chiếc máy 600ml thôi, là dành cho kiểu là bỏ trong hành lý hoặc là để trên xe để mình có thể tiện di chuyển. Còn những cái máy 1 lít này thì nó sẽ phù hợp, nó vẫn kiểu mình cảm giác nó sẽ phù hợp hơn để mà sử dụng là cố định như là trên văn phòng hoặc là ở nhà mà mình ít sử dụng á, thì cái chiếc máy 1 lít này nó sẽ phù hợp hơn cái máy nhỏ. Tại vì thật ra dung tích lớn thì mình sẽ uống được nhiều hơn. Còn nếu mà đi du lịch thì mình nên sử dụng máy 600ml. Bây giờ mình sẽ mở ra từ từ cho mọi người xem. Đầu tiên là cái phiếu bảo hành thì nó sẽ có hai mặt. Và máy này là sẽ được bảo hành 2 năm ha, tính từ ngày nhận hàng. Kế đến là ở phía bên trong cái bộ phụ kiện nó sẽ có là một cái bàn chải để vệ sinh máy, một cái quyển hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Cái thiết kế của Olivo mình rất là thích, tại vì từ cái quyển hướng dẫn sử dụng cho tới quyển công thức thì kiểu là mình cảm giác là đẹp mắt và nó hợp nhãn với mình, cái kiểu nó tối giản với lại nhìn nó tươi sáng. Thế có nghĩa là mình nói về cái bộ hướng dẫn sử dụng này nè, thì Olivo làm mình thấy là khá là chỉnh chu. Thì ở máy làm sữa hạt Olivo nó sẽ có 3 chức năng. Một là chức năng sữa, 35 phút là sữa nấu chậm, sữa hạt thông thường, và chức năng sữa lạnh là sữa không nấu. Cho nên là cũng thoải mái để mà mình sử dụng đa dạng tất cả các loại nguyên liệu. Đây là quyển 100 công thức sữa thảo mộc phù hợp với lại cái dung tích máy đi kèm. Cho nên là khi mà
mọi người nấu thì có thể tham khảo cái công thức ở phía bên trong và những cái lưu ý ngâm hạt rồi sử dụng bao nhiêu cái lượng nguyên liệu thì nó sẽ phù hợp với máy, thì trong sách này nó sẽ có hướng dẫn hết, cho nên là ai mà chưa bao giờ nấu sữa hạt thì cũng sẽ yên tâm với lại cái sách đi kèm này. Rồi bây giờ mình sẽ dỡ lên cho mọi người xem. Đây là cái chiếc máy mà mình đã mở ra, Olivo CB1000. Mọi người có thể thấy là ở Olivo CB1000 nó sẽ có khác một chút là ở cái phần bảng điều khiển này. Cái bảng điều khiển này là nó là bằng đèn LED á, cho nên là nó sẽ gọn và nó sẽ nằm ở phía dưới này. Nhưng mà cũng yên tâm là toàn bộ là nó sẽ bằng chữ tiếng Việt. Ở đây cho mình chưa găm điện khi mà review và đập hộp ngày hôm nay. Nhưng mà như mọi người có xem video clip mình review trước á, thì mình có nói là ở trên này là bảng điều khiển hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, cho nên là người lớn tuổi cũng sẽ dễ hiểu và dễ sử dụng khi mà dùng máy. Ở phía bên trong này khi mà mở nắp ra, đây là nắp máy. Nắp máy của Olivo CB1000 nó có một cái điểm khá là khác biệt so với những dòng máy mini khác hoặc là những cái dòng máy lớn, đó chính là nắp của máy là bằng nắp kính cường lực. Nắp kính cường lực này sẽ có một đặc điểm là mọi người sẽ nhìn vào trong được. Có nghĩa là trong cái quá trình nó xay nấu, mọi người coi ở trong nó có nhuyễn miệng hay là có gì thú vị khi mà trong quá trình xay không, thì mình có thể là nhìn vào nắp và không cần phải dỡ cái nắp máy này ra. Và với Olivo CB1000 thì máy có đi kèm chế độ tạm dừng, cho nên nếu mà mọi người không thích nhìn qua cái lớp kính cường lực này, mọi người có thể mở máy ra thì máy sẽ dừng ở cái chế độ tạm dừng đó, xong mọi người có thể thêm nguyên liệu là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có thể xem coi là mình thử là nó có ngọt hay là nó có mặn sữa mình, nếu mà mình thêm nguyên liệu vào nhiều hay ít hay không, thì máy cũng có cái chế độ tạm dừng cho mình luôn, cho nên là hoàn toàn yên tâm về cái vấn đề này. Khi mà dỡ ra, ở bên trong này nó sẽ có hai cái phụ kiện ở bên trong cái máy làm sữa hạt, đó chính là một cái cốc đông. Chia sẻ một chút xíu, tại vì những cái video trước mình không có nói về cái vấn đề này, nhưng mà thật sự là khi mà mình sử dụng máy làm sữa hạt, kể cả máy lớn hoặc máy nhỏ, thường mình không bao giờ đụng tới cái cốc đông này hết. Thứ nhất là nó đông, cái vạch ở trong cốc đông này nó sẽ đông theo ml 5, 10, 15, 20, máy lớn thì nó sẽ trong khoảng 30ml hoặc là 40ml gì đó. Nhưng mà đông nước bằng để cho vào máy làm sữa hạt thì chúng ta hay đông bằng ca lớn, và nó sẽ có vạch max min ở bên trong cái lòng cối, nên là mình không có cần phải đông bằng cái cốc nhỏ xíu này. Còn nếu mà đông đậu thì khối lượng khi mà nấu với máy làm sữa hạt thì lại là đông bằng gọi là tính theo gram rồi, cho nên cái cốc này thường là mình không có dùng gì tới nó hết á. Nhưng mà đây cũng là một cái quà tặng kèm cho hãng, nhưng mà đó là một cái chia sẻ thực tế khi mà mình sử dụng máy làm sữa hạt và tư vấn đến với mọi người sử dụng máy làm sữa hạt, thì thường cái cốc đồng này cảm giác là không phải là mình Olivo đâu, mọi người hãng nào họ cũng cho cái này hết á, máy lớn máy nhỏ nào họ cũng cho, mà mình thật sự mình không hiểu là cốc đông đó để làm gì ha. Nếu mà ai mà có sử dụng cái cốc đông này thì có thể comment bên dưới cho nhà Nguyễn Ngọc biết, để nhà Nguyễn Ngọc có thể là lấy cái ý đó là chia sẻ đến với mọi người trong những video kế tiếp. Thì thật sự là về cá nhân nhà Nguyễn Ngọc hoặc là những cái chị mà hay sử dụng máy á, nhà Nguyễn Ngọc có hỏi thì mọi người kiểu thấm nhất cũng không biết là cái đó để làm gì nữa mọi người. Rồi đây là sợi dây điện của máy ha. Mình cảm giác sợi dây này nó tầm khoảng 70cm, cho nên là cũng khá là thoải mái trong cái quá trình mà cắm điện hoặc là để sử dụng văn phòng hoặc là để sử dụng tại bếp nhà mình. Nhưng mà lưu ý là để gần cái ổ điện một xíu, thì đây là cái chu điện thì nó sẽ có hai chấu và có một cái nút bảo vệ như thế này dành cho máy chưa mở hộp á, thì chỉ cần gỡ cái lớp này ra, nhưng mà nó sẽ là hai chấu chứ không phải ba chấu, cho nên là cũng không có kén ổ điện ở thị trường Việt Nam của mình cho lắm. Dây điện thì cũng khá là chắc chắn, mình cảm thấy là dây điện nó dày như thế này thì cũng an toàn để mà sử dụng với cái công suất 880W của máy làm sữa hạt mini Olivo CB1000. Rồi bây giờ là khi mà cái phụ kiện đi kèm đã dỡ ra xong thì mình sẽ cho mọi người coi bên trong lòng cối. Đây là bên trong lòng cối của máy làm sữa hạt Olivo CB1000 ha. Nó sẽ có là 10 cánh. Olivo CB1000 sẽ có 10 cánh ha. Và đây là chui điện để mà mình gắm vào. Hướng dẫn sơ bộ như là không chạy máy vào bề mặt cối khi máy đang không chạm vào bề mặt cối khi máy đang đun, không thêm nước quá vạch max. Tại vì mọi người biết là cái nắp kính cường lực này là nó cũng sẽ hấp thụ nhiệt, cho nên là khi mà trong cái quá trình nấu những cái lỗ thoát hơi chúng ta hạn chế chạm vào để mà tránh cái việc mà bị phỏng.
thật sự là rất là nóng. Nếu mà ai đã từng sử dụng máy làm sữa hạt rồi thì cũng sẽ biết là máy làm sữa hạt khi mà đang nấu, trong quá trình nấu hoặc là vừa mới nấu xong, thì thậm chí là khi mà mở cái nắp cối này ra nhẹ lên để mà rót sữa ra thì cũng gọi là nước sôi 100 độ mà mọi người, cho nên là khi mà lấy ra thì cũng rất là nóng. Nhưng mà mọi người lưu ý là sử dụng thì với olive oil CP 1000 không nên là chạm vào trong cái nắp cối này thì sẽ dễ bị bỏng tay ha. Thì đó là cái review của mình dành cho em máy olive oil CP 1000. Một cái chiếc màu cũng rất là đẹp, mọi người có thấy nó tương tự cái tàu hô, cái màu nó giống tàu hô tempeh sáu trồng phía sau, nó màu xanh min á. Cũng là một cái màu rất là được ưa chuộng trong thị trường gia dụng những năm gần đây, vì cái tính dễ phối ở trong căn bếp. Giá máy làm sữa hạt Olivo CB 1000 hiện tại thì mình sẽ để bên góc bên này. Mình quên mất cái giá niêm yết của máy là bao nhiêu, mà khi mà mọi người inbox, đây giá mình để bên này ha, khi mà mọi người inbox nhà Nguyễn Ngọc á, thì mình sẽ cập nhật cho mọi người chương trình khuyến mãi của máy để cho mọi người dễ thông tin. Thì bên mình tất cả các dòng máy là đều free ship hết, và thời gian bảo hành sẽ là thời gian bảo hành chính hãng. Tất cả các thông tin mọi người có thể inbox mình, thông tin mình để đầu video để cho mình gửi thông tin mọi người dễ xem hơn. Thì hy vọng là qua video này mọi người đã có một cái nhìn thực tế về một cái chiếc máy làm sữa hạt cũng khá là được quan tâm ở trên thị trường gia dụng hiện nay là Olivo CP 1000 rồi. Hy vọng là mọi người sẽ thích video này của nhà Nguyễn Ngọc, và để lại một like cho video cũng như là subscribe kênh để mình có thêm động lực ra thêm nhiều video mới nữa, để mọi người có thêm kiến thức về các dòng máy mà mình có kinh nghiệm và mình cung cấp. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết video, và chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người video sau mọi người nhé.